Essay 79. Tiểu luận 79. Spring cleaning. Làm sạch mùa xuân. I love spring. Tôi yêu mùa xuân. It is lovely to see the sunshine and flowers after the darkness of winter. Thật đáng yêu khi được nhìn thấy ánh nắng và những bông hoa sau bóng tối của mùa đông. I do not like spring cleaning. Tôi không thích dọn dẹp mùa xuân. Every spring when the sun begins to shine, Mom says that the windows look filthy. Mỗi mùa xuân khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng, mẹ lại nói rằng cửa sổ trông thật bẩn thỉu. Then she says that all the furniture looks dusty. Sau đó cô ấy nói rằng tất cả đồ đạc trông đầy bụi bặm. This means that she is going to start spring cleaning. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ bắt đầu dọn dẹp vào mùa xuân. The rest of us all detest spring cleaning. Tất cả chúng tôi đều ghét việc dọn dẹp vào mùa xuân. Mom seems to adore it. Mẹ có vẻ yêu quý nó. She takes a week off work just to do it. Cô ấy nghỉ làm một tuần chỉ để làm việc đó. She takes all the covers off the sofa and chairs and sends them to the cleaners. Cô lấy tất cả vỏ bọc ra khỏi ghế sofa và ghế và gửi chúng cho những người dọn dẹp. She takes down all the curtains and washes them. Cô ấy gỡ tất cả rèm cửa xuống và giặt chúng. She takes all the furniture out of the rooms to clean the floors and wash the walls. Cô mang hết đồ đạc ra khỏi phòng để lau sàn và lau tường. She shampoos all the carpets. Cô ấy gội đầu tất cả các tấm thảm. She takes all the books out of the bookshelves and dusts them. Cô lấy tất cả sách ra khỏi giá sách và phủi bụi chúng. She polishes all the silver. Cô ấy đánh bóng tất cả đồ bạc. The house does not feel like home during spring cleaning. Ngôi nhà không có cảm giác như ở nhà trong thời gian dọn dẹp mùa xuân. There is nowhere to sit. Không có nơi nào để ngồi. We do not have cooked meals. Chúng tôi không có bữa ăn nấu chín. Mom says that she has no time to spend at the stove. Mẹ nói rằng mẹ không có thời gian ngồi bên bếp lửa. We usually have cold meat and salads. Chúng tôi thường ăn thịt nguội và salad. Mom will not let us have takeaways. Mẹ sẽ không cho chúng tôi ăn mang về. She says they are not healthy. Cô ấy nói họ không khỏe mạnh. We are all very glad when Mom finishes the spring cleaning. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi mẹ dọn dẹp xong mùa xuân. Then the house gets back to normal. Sau đó ngôi nhà sẽ trở lại bình thường.